Xin được cảm ơn và kính chào quý vị. Đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa, sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Chiều 22 tháng 8, tại họp báo thường kỳ, phóng viên nêu câu hỏi về thông tin cho rằng công dân Anh đến Việt Nam có thể bị cấm xuất cảnh hoặc thu hộ chiếu trong một số trường hợp cho tới khi các vụ việc được điều tra đầy đủ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương có thể xem xét nội dung được lưu trữ hoặc truy cập trên các thiết bị điện tử của du khách Anh khi đến Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam bác bỏ những thông tin sai sự thật như vậy. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là luôn tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam và qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam triển khai nhiều biện pháp tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho công dân nước ngoài đến Việt Nam với mục đích học tập, làm việc đầu tư, tìm hiểu thị trường và du lịch phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Ngày 21 tháng 8, ông Võ Văn Em, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, ông Nguyễn Văn Bằng, bí thư huyện ủy huyện Cai Lậy vừa ký quyết, quyết định kỷ luật số 2481 với hình thức khiển trách đối với bà Huỳnh Ngọc Trắng, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy do vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống. Trước đó, qua đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Luyện ở phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã phát hiện chồng bà là ông Võ Anh Tuấn đã có thời gian sống như vợ chồng với bà Huỳnh Ngọc Trắng, bí thư đảng ủy xã Cẩm Sơn, nguyên trưởng phòng tài chính huyện. Ban thường vụ huyện ủy Cai Lệ đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra huyện ủy tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua đó, phát hiện bà Huỳnh Ngọc Trắng có vi phạm về đạo đức, lối sống, vi phạm những quy định, những điều đảng viên không được làm đến mức độ phải xử lý kỷ luật do đó ban chấp hành đảng bộ huyện cai lệ đã ban hành quyết định kỷ luật người cán bộ này với hình thức khiển trách ngoài ra bà nguyễn thị thu luyện còn có đơn tố giác tội phạm đối với bà huỳnh ngọc trắng đến các cơ quan chức năng huyện cai lệ hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh xử lý theo thẩm quyền huyện ủy cai lệ căn cứ vào kết quả xác minh của cơ quan chức năng sẽ có hình thức xử lý tiếp theo đối với nữ cán bộ này liên quan đến vụ quan hệ bất chính này ông võ anh tuấn chồng của bà nguyễn thị thu luyện đã bị cơ quan điều tra khởi tố về tội làm nhục người khác. Tối 21 tháng 8, hàng trăm phụ huynh có nguyện vọng cho con học tại trường tiểu học Tây Mỗ 3 vẫn tập trung và chờ câu trả lời thỏa đáng về việc học tập của con. Đây hầu hết là những cư dân ở khu đô thị Vinhome Smart City, phường Tây Mỗ. Nhiều người cho biết nhà ở ngay sát trường tiểu học Tây Mỗ 3, song con không được nhận vào học. Từ sáng sớm 21 tháng 8, họ đã kéo đến trường để hỏi thông tin. Dù đại diện phòng giáo dục và đào tạo quận có mặt đề nghị điền đơn nguyện vọng để xem xét, số đông vẫn nán lại qua trưa, ngồi chật kín ở nhiều góc hành lang, phòng học Trước sự bức xúc của phụ huynh, 21 giờ cùng ngày, phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm ra thông báo về hướng giải quyết. Theo phòng giáo dục và đào tạo quận, việc tách trường tiểu học Tây Mỗ thành tiểu học Tây Mỗ và tiểu học Tây Mỗ 3 thực hiện theo đề án chia tách được Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm phê duyệt. Sau khi tách, tổng số học sinh của tiểu học Tây Mỗ 3 là 1 một học sinh. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 8, tiểu học Tây Mỗ 3 báo cáo nhận được 524 đơn của phụ huynh có nguyện vọng cho con về học tại trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ và các đơn vị liên quan ra soát, tổng hợp, phân loại nhóm học sinh, báo cáo Ủy ban Nhân dân đề xuất phương án giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các em theo quy định. Tại cuộc gặp mặt tối 21 tháng 8, ông Phạm Văn Khang, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho biết đã trình phương án giải quyết nguyện vọng với hơn 500 phụ huynh. Phòng sẽ có buổi gặp gỡ phụ huynh vào 14 giờ ngày 23 tháng 8 để thông báo phương án chính thức sau khi được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. Ông Khang khẳng định, chúng tôi xây dựng phương án đảm bảo quyền lợi chính đáng của học sinh, tạo mọi điều kiện theo đúng quy định cho các em được học trên địa bàn. Ông Khang cũng cho biết thêm, phường Tây Mỗ có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số trên địa bàn khoảng 70.000 dân chủ yếu là cư dân thuộc khu đô thị Vinhome Smart City, nhưng chỉ có hai trường tiểu học là Tây Mỗ và Lý Nam Đế. Năm học 2023-2024, trường tiểu học Lý Nam Đế có gần 1.500 học sinh, trường tiểu học Tây Mỗ có gần 2.500 học sinh. Để giảm tải, quận Nam Từ Liêm xây dựng đề án tách trường tiểu học Tây Mỗ thành hai trường. Tại thời điểm tuyển sinh theo lịch chung của thành phố, tiểu học Tây Mỗ 3 chưa hoàn thành xong bộ máy của trường. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm chỉ đạo trường tiểu học Tây Mỗ thực hiện công tác tuyển sinh cho cả Tây Mỗ 3. Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 theo phân tuyến cho trường tiểu học Tây Mỗ 3 là 400 chỉ tiêu, gồm học sinh ở các tổ dân phố 7, 8, 9, 10, 11, 12 và các tòa nhà chưa thành lập tổ dân phố trong khu đô thị Vinhome Smart City. Toàn bộ 400 học sinh này được tuyển sinh đúng quy định, đúng đối tượng được phân tuyến. Tuy nhiên, do tốc độ gia tăng dân số nhanh nên kết thúc thời gian tuyển sinh, nhà trường tuyển vượt 60 chỉ tiêu. Tổng số học sinh lớp 1 đã tuyển sinh là 460 học sinh, chia làm 13 lớp. Sau khi tách trường, số học sinh còn lại tại tiểu học Tây Mỗ là 1.791 học sinh. Số học sinh tiểu học Tây Mỗ 3 là 1.111 học sinh, bao gồm 460 học sinh lớp 1 vừa tuyển mới. Số còn lại là học sinh lớp 2, 3, 4, 5 được tách từ trường Tây Mỗ theo phân tuyến. Về sự việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm tham mưu lãnh đạo quận nghiên cứu, tổ chức phương án bảo đảm quyền lợi học tập chính đáng của học sinh theo đúng quy định. Sở đề nghị tăng cường thông tin tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh hiểu rõ về các quy định của ngành, yên tâm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho con em mình bước vào năm học mới 2024-2025. Công an huyện Hoài Đức Hà Nội đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 18 để điều tra về hành vi cướp tài sản và một đối tượng về hành vi che giấu tội phạm. Do thích phô trương và thị uy với nhóm thanh niên khác ở huyện Hoài Đức, Quốc Oai, NMT, sinh năm 2006, bàn bạc với nhóm bạn mang theo hung khí, di chuyển trên các tuyến đường. Khi thấy thanh niên nào ngứa mắt, sẽ chặn đánh, chặt biển số xe. Điển hình, đêm 17 tháng 8, nhóm này tập trung tại cánh đồng xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, mang theo phóng lợn, ba két vỏ chai bia thủy tinh di chuyển hướng từ Sài Sơn, Quốc Oai sang huyện Hoài Đức. Đến khu vực cầu vượt thôn 6, song phương, Hoài Đức, các đối tượng thấy chị T, sinh năm 2006, trú tại Quốc Oai, chở anh Thờ, sinh năm 2009, trú tại Sơn Tây, liên dùng vỏ chai bia ném vào đầu chị T, khiến nạn nhân ngã ra đường. Chưa dừng lại, chúng dùng tuyếp sắt chém vào phần đuôi xe của chị T, mục đích lấy biển số xe rồi bỏ đi. Tiếp nhận trình báo, ngày 19 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hoài Đức đã xác định và triệu tập các đối tượng liên quan thu giữ hai túi ni lông đựng biển số xe mà chúng cướp được. Từ số lượng biển kiểm soát xe thu giữ được, công an huyện Hoài Đức đã điều tra khai thác mở rộng 6 vụ việc khác đều do nhóm này thực hiện từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8. Hiện, công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.